Ôi trời ơi trời ơi, dính dính các bạn ơi. Ui dính cá mày. Dính cá bự các bạn ơi. Ôi nửa ký các bạn ơi. Ui. Rồi các bạn ơi, chính đang đứng ghê cá lóc các bạn ơi. Rồi. Chính đang đứng ghê. Ông chính đang đứng ghê cá lóc. Để mình quay cho các bạn xem theo ông chính quăng dính không nha. Giỡn giỡn đó, cá giỡn giỡn rồi đó. Ôi trời ơi trời ơi, dính dính các bạn ơi. Ui dính cá mày. Dính cá bự các bạn ơi. Ôi nửa ký các bạn ơi. Ui quá dữ quá dữ. Quá dữ các bạn ơi, đó. Quá dữ rồi. Trời ơi nè các bạn ơi, thấy chưa? Cuối cùng cũng gình gình không dính câu chín câu được thấy không các bạn? Ôi trời ơi. Cái này cái nửa ký các bạn ơi. Bá lửa luôn. Trời mấy quỷ con chó này đi ra sủa vậy. Ngay từ đầu cuối không. Thì bởi vì cá bự đó nó dứt cái một à. Ồ, dính quá trời, lưỡi dính quá rồi gỡ hết gà luôn à. Vậy luôn. Thôi, về các bạn ơi, dính con đủ vốn rồi. Thấy chưa rồi các bạn. Hồi ôi nửa ký các bạn. Giờ câu cá đồng mình được nửa ký rồi dữ lắm các bạn ơi. Ê chừng gãy đọt không dính nha. Trong đọt này các bạn nói không, trong cần gỡ lên không dính. Trời ơi cái này gãy đọt thiệt à, đọt yếu lắm mà nó không dính rồi. Rồi vô rồi, dính cái này thì vô các bạn ơi. Đây sáng sớm mình giờ ông chính đi. Hồi nãy nó giận ra trống mà nó đốp liền. Đây 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 đây, nó giận mà cá trước rồi. Đây mình con nè, sáng chính chính với mình đi quăng, mình con nhỏ đây chính làm con nửa ký các bạn ơi. Hồi nãy không biết quay thấy cận dính không nữa. Cận đó, lúc nó táp không biết ngoài nhưng nó không có táp gì chứ, nó gị cũng vậy. Sao tao chặn rồi đó. Tao chặn bên nhịp tao chặn nó nặng nó mới giật. Chứ chính giật liền rồi khi xảy đó không, chính để nó nuốt vô gì đó. Là cá lớn này nó táp. Nhưng mà mình sợ nó táp mà nó táp kiểu còn dính mé á. Nhưng nãy đang kéo lên rồi quay luôn phải không? Rồi quay luôn thấy luôn. Ôi vô bánh, giờ cá đồng mà kiếm cá nửa ký dữ lắm em à. Bỏ cá nhỏ này vô luôn đi. Hồi về con đi làm. Đây mày nhái luôn đi. Hả? Không đi câu nữa hả? Đấy mày nhái chịu câu lỡ đóng cửa rồi sao thì vô. Rồi. Đây, sáng sớm thầy dò đi chút xíu rồi các bạn. Sáng sớm 5 giờ sáng đi giờ 6 giờ chút xíu. Được hai con cá lóc ấm rồi. Này lúc này nhóm này có cá rồi. Nó lên rồi đó. Giỡn giỡn hả? Nó không có táp mà nó giỡn. Nó tao mang lại. Mang lại tao ngó kỹ mới thấy là gần. Mình chính thấy có cá làng nó táp không? Cũng có, ít. Nghe hả? Vậy là nó có rồi đó. Vài bữa nó nắng xuống một cái nữa ha. Lần đầu nó sắc. Nhưng mà cái đang giờ nó lang bang lắm. Mình không thấy ăn móng chỗ nào á. Nhất. Rồi các bạn. Cánh đồng này là để nữa mình với ông chính đi quăng quay cho các bạn xem thường xuyên cánh đồng này. Hôm cánh đồng kia thì làm mất chục con các bạn mà quay dính được thấy một con à. Tại đi câu quăng quay câu cá mà các bạn phải chờ đợi nên nó kiên nhẫn. Khi quay
lúc mình ngưng quay cái nó dính, không có bắt được cái cảnh đó. Đó, hôm nay bắt được cái cảnh cá bự luôn các bạn. Rồi giờ hai trò rửa tay về. Ừ trời ơi, con cá nhỏ là nãy giờ nó rượt nó đắp bờ hầm mầm rồi đó, cá bự nó mới vậy đó. Ừ, im vậy ha. Im mà còn ngẩn vô cái chỗ trống của cỏ, cái gà vô cái bắt đầu hắn bập điện ha. Đâu có, nó trong cỏ nó gì, nó dẫn vô cỏ đã, trong quần trong cỏ nó ra ra trống. Rồi hôm nay rồi 2 giờ về các bạn ơi. Rồi chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ nha. Rồi chúc mọi người những phút giây vui vẻ, gia đình phúc mình sức khỏe dồi dào. Bye bye và tạm biệt. Bye bye ông Chính ơi. Bye bye. Hẹn lại clip sau. Bye bye các bạn.